Mì Coco Mì 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng. Thì thử thách cá nhân của vòng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về khả năng của hai vị chuyên gia này, bởi vì họ sẽ là người thực hiện thử thách luôn. Và thưa quý vị, ở mỗi một vòng thi chúng tôi sẽ có một cái giải thưởng riêng, và chỉ những người chọn đúng được người chiến thắng trong thử thách mới được quyền chia số tiền đó. Giải thưởng ở vòng này là 4 triệu. Thử thách số 1 được mang tên chiếc quần năm mấy. À, cái gì vậy? Hai vị chuyên gia sẽ thực hiện thử thách này. Dạ. Yeah. Họ chỉ làm một chuyện đơn giản, đó là mặc quần. Bây giờ chúng ta suy luận xem giữa hai người này ai sẽ chiến thắng trong thử thách này. Bắt đầu. Các bạn biết tôi có một cái thể lực rất là tốt và đôi chân thoăn thoắt. Và hiện tại tôi đang là một idol trên cộng đồng mạng. Mỗi khi mà tôi PK với những đội đối phương. PK là gì? PK là có nghĩa là hai trận đấu, hai bên sẽ đấu trên một màn hình với nhau. À. Và tôi, các bạn ta thấy tôi đấu với người nước ngoài, tất cả mọi thứ tôi đấu rất là nhiều. Nhưng thường là thắng hay thua? Thua nha. Bởi tôi thua quá nhiều, cho nên tôi có kinh nghiệm. Và cái thời gian gần đây lúc nào tôi cũng thắng hết. Oh. Chơi 10 trận là thắng 10 trận. Ghê vậy? Ghê lắm. Ok, đó là một dữ liệu nha. Nhưng tôi muốn nói, mặc quần ở đây không thiên về thể lực, thưa quý vị. Vâng, đó là sự nhỏ nhắn, đáng yêu, lanh lợi, lạng lách, lắc la, lắc léo. Và tôi tin là cái sự mà lạng lách, lắc la, lắc léo của tôi có thể luồn, len lỏi, lý la, lý lắc qua cái quần này. Sẵn có thước đo ở đây thì hai chuyên gia đo thử giùm em cái chân coi dài bao nhiêu ạ. Trời ơi, đo cái chân. Đo cái chân dễ mà. Ôi. Em xin phép dài 2 mét nha cái chân em. Ê, cái giò nó 2 mét thiệt quý vị ơi. Mà gấp đôi mới được 2 mét chứ khổ bên là 1 mét. Đón xem Khách Là Chơi 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2022. Mì Coco Mì 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng.